Rồi rồi. Mày xong rồi. Rồi được chưa? Đẹp chưa? Ok chưa? Thấy hết chưa? Để tôi vô này. Không đợi anh em đợi lâu này. Lật nhanh quá ông già mặt cười. Ủa, anh em donate vậy không khéo đủ chỉ tiêu cho trong vài hôm nhé. Ừ, tôi sẽ cố gắng là livestream liên tục cho đến hết tuần nhé. Còn tuần sau thì đầu tuần thì tôi không biết nhé. Hết tuần này. À, hết tuần sau nhé. Uy tín mẹ luôn. Ok nhá. Anh em tôi bao la quá nên tôi phải bao la lại nhé. Ok, vô. Không nói nhiều nữa, late night mode. Cái gì vậy? Hey, sorry for calling you so late, but would you xin mind lỗi vì going đã by the gọi house cho cậu muộn. Quick clean up. Tôi cần cậu đến nhà để có thể dọn dẹp được không? I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Tôi sẽ về vào buổi sáng để xem thử. Cảm ơn cậu nhé. What the hell, man? Thằng bạn thân nhờ tôi là sang nhà nó dọn dùm phòng cho nó. Vâng, bây giờ tôi đang ở trong căn nhà đây của nó đây. Đã vậy thì không biết thằng bạn thân tôi giấu tiền đâu nhỉ. Ai da. Ngon. Đi dọn dẹp anh em ạ. Rồi còn có cái vụ mà Channing này nữa hả? Mẹ đi dọn dẹp con Channing nữa. Không sao. Ôi trời, cái gì đây? À sao cái tiếng to dữ vậy trời? Các bạn bảo châm nhá. Ông già quên tôi rồi là ai đấy? À đấy. Không nhớ. Các bạn bảo châm. Ở giờ anh em mình là đi dọn phòng đấy. Ui. Tiếp nhà này nó có cái chế độ tự động bật đèn à? Cái gì đây? À, bỏ thua sọt rác. À, dạ. Cũng dễ đúng không? Ôi dồi, vì miếng cơm manh áo thôi. Ôi dồi ôi. Thằng bạn này. Ít, biết ở bẩn này. Ẻ mẹ đã sàn rồi. Ỉa, ẻ xong, chùi không xong là vứt hết mẹ ra sàn. Thì em đều đâu nét dài lắm. Tiếng sét nghe công nghệ vậy. Phải nói là nghe công nghiệp vậy. Nhá. Như kiểu như là cái bật cái audio lên chứ không phải là tiếng sét. Nhưng mà vẫn giật mình. Cảm ơn Mi Quê nhá. Anh em trung thành là thế là tôi tốt nhá. Gì vậy? Tôi vừa nghe tiếng... Nhá bắt tên. Tôi vừa nghe tiếng... Đúng không? Em vừa nghe tiếng đúng không? Tôi nghe nhầm. Khóa lắc à? Khóa rồi. Ui rồi thằng bạn này. Không vậy không được bạn ơi. Ôi dồi ôi mẹ, vì miếng cơm manh áo đấy nhá. Vì miếng cơm ấy. Bọn thằng phòng bạn tôi nói rằng là dọn xong rồi đấy, nó đưa cho 5 củ nhá. 5 rách. Cho nên là một rách cho nên là tôi phải làm thôi anh em ạ. Quá đơn giản luôn. Một lần đến này mà được 5 rách thì tôi cũng làm nhá. Khuyến mại thêm một ngày làm free luôn. Anh em là muốn không ạ? Anh em nào muốn liên hệ tôi nhá. Một ngày 5 trách nhá. À, một trách quên. Ngày một trách thì đơn giản thôi mà. Game này game dọn dẹp anh em ạ. Ừ, nãy game kinh dị quá. Cho nên là tôi mới tìm con game dọn dẹp để chơi. Để xả stress thôi anh em ạ. Cái game này kinh dị mẹ gì.
Sao? Game rõ ràng là dọn dẹp mà. Ai đấy? Vừa nghe tiếng chân. Tôi có nên hỏi thằng bạn rằng là nhà mày có ai không nữa không đây? Mày có sống chung với ai không đây? Sợ thế nhở? Ôi dồi ôi. Mẹ nhà bạn rộng thế. Để kỳ này tôi hỏi xem là thằng bạn nó có chứa chấp nhà tôi không? Có chứa chấp thêm người không? Nhà một phòng của nó bằng cái nhà tôi rồi. Đấy, đơn giản mà anh em, đơn giản mà đúng không? Hai tiền quá đơn giản. Một trách như này không làm phí. Cho em sở lót làm vợ đi ạ. À. Thằng bạn của tôi rồi, không là của anh em nhá. Ừ. Đi về đánh. Ôi ơi. Ôi về. Thôi bỏ năm trách đi về anh em ạ. Thôi 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 về. Thôi ly dị đi ạ. À, anh em quay xe nhanh thế. À, ảo giác thôi anh em ạ. Trông mệt quá anh em ạ. Tôi mệt quá đấy. Chứ không phải là do gì đâu. Do mệt. Mệt có mắt có quán gà mà. Thấy cũng phải ma đâu anh em. Mà đi. Đó. Mình sống ăn ở của Đức. Nên là ma sẽ không dòm ngó đâu. Anh em yên tâm. Hả? À. Gì vậy? Không vậy nhá. Gì đây? Mẹ lâu lâu không có cái tiếng cọc. Kẹt. Vì tiền làm tất cả. Ừ, anh em nhá. Anh em có thuê tôi để làm trong bia mộ tôi cũng làm nhá. Ờ. Dọn dẹp bia mộ tôi chấp hết nhá. Miễn có tiền được nhá. Ôi trời ơi, mẹ. Mẹ nó rủ gái về nhà sao mà bẩn thế này. Rồi. Là chạy. Dễ. Tôi suy nghĩ lại là không cần tiền đó anh em ạ. Dễ. Dễ. Không chơi nữa, không chơi. Dễ. Ok, em nghĩ lại là không bị dễ nữa. Em nghĩ lại rồi. Em không về nữa nha. À, em nghĩ lại rồi. Em không về nữa. Đái đầu quần cho con. Đứa nào kêu game chỉ dọn dẹp không? Đái đầu quần cho con. Đái chưa? Một bãi rồi đó. Tôi là một bãi dưới chân rồi đó. Ừ. Rồi. Phòng ngủ. Chìa khóa phòng ngủ. Hồi nãy tôi lượm được cái chìa khóa phòng văn phòng cơ. Không biết văn phòng nằm đâu nhỉ? À nổi làm như quá mạ chứ. Ông nào đau tim nhá, chắc đang xuất mẹ luôn. Em về mới đứt mẹ luôn anh em ạ. Ừ. Xưa rồi Diễm ơi, xưa rồi Diễm nhá. Rác đâu vậy? Đây. Rồi. Nha. Non. Quen rồi. Nha. Quá là quen thuộc. Giật bay mình à. À vậy à. Như nhà này ở nghĩa địa đúng rồi anh em nói đúng đấy.
nhà này gần như nghe đi ai sao mà vong hồn nhiều quá, nhiều người tới thăm quá. Anh ơi, em có công việc làm hay lắm, đó là làm mộ. Anh làm không làm mộ làm chứ? Ờ, xây mộ có gì đâu mà không làm. Tôi có phải là bưng người chết tới cái mộ đâu mà tôi chỉ xây cái mộ lên thôi mà. Còn cái việc mà người ta bưng người chết tới cái mộ là cái việc của người khác. Dạ. Rồi, đây rồi đấy. Bạn tôi là con gái à? Bây giờ mà tới ngày tới tháng thì không mua bịch cô tét về để tràn lan này. Ôi mẹ, lâu hoài luôn đây. Rồi hi. Rồi à, bảo không đó. Cái này là tao phải lấy hai chắc nha. Phải lấy hai chắc. Về nhà, ngon. Nhiệm vụ tiếp theo đi về nhà. Về luôn. Không nói nhiều. Về luôn. Tạm biệt. Để xem phòng phòng nào mình chưa mở không ta là chút. Hãy đi điều tra cái âm thanh. Ấy mẹ rồi thôi về chứ điều tra âm thanh còn què à. Thôi về sớm quá. Ủa trời đâu? It might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I remember I kinda summoned a demon and totally forgot about it. Anyways, hope you're good and healthy and alive. Okay, bye.